Các bạn nhớ app này để các bạn vào bên trong. Có app đây tải. Tải phần mềm Shortcut. Nhớ phần mềm này vào. Đây là thẻ không bảo mật nhân viên tư. Chỗ nào nhỉ? À đây, nối trợ lăng trợ tùy chỉnh menu. Sợ lắm chị mẹ đi tại cái này sẽ tiếp men sơ sẽ tiếp nụ. Vào trong này. Đây, app. Ok. Yếu tố ạ.